Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự có những tin đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Nam Cường chủ động nguồn giống nuôi thả tôm vụ xuân hè. Kiểm tra một số điểm thuê bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại huyện Vũ Thư và Thái Thụy. Sau đây là nội dung chương trình, thưa quý vị và các bạn. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức kỳ họp thứ 48 nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự họp. Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến dự thảo đề án tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng trước yêu cầu mới. Báo cáo kết quả sẽ đề nghị khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017. Nhìn chung, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung bố cục hai báo cáo, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào thực trạng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên trong việc thực thi nhiệm vụ được giao, tạo dựng niềm tin đối với nhân dân, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, chú trọng xây dựng hoàn thiện triển khai sâu rộng các quy định, chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong từng ngành, cộng đồng dân cư, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và sự đồng thuận cao trong đảng, nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Coi trọng gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tiếp thu ý kiến các đại biểu, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tổng hợp, hoàn thiện dự thảo đề án, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ công tác tư tưởng trước yêu cầu mới, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt để ban hành triển khai thực hiện trong tháng 5 năm 2018. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất báo cáo kết quả xét đề nghị khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình quy định khen thưởng cho các tổ chức đảng và đảng viên để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cũng tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung công tác cán bộ. Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã về tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong tỉnh. Tại huyện Kiến Sương và Tiền Hải, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri. Dự buổi tiếp xúc tại huyện Kiến Sương có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại huyện Kiến Sương, sau khi bày tỏ sự tin tưởng và đóng góp vào chương trình kỳ họp, cử tri đặc biệt quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới khi hiện nay số xã đã về đích nhưng nợ xây dựng cơ bản còn cao, gặp khó trong việc trả nợ. Cử tri kiến nghị cần có cơ chế hỗ trợ hoặc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương, tạo điều kiện để các xã đã về đích trả hết nợ và các xã chưa về đích có nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Chúng tôi cũng muốn là mong là chính phủ, quốc hội thì có những cái chủ trương, giải pháp và tháo gỡ cho những cái xã đã về đích là còn những cái khó khăn và những xã đang về đích thì cũng có cái khó khăn. Mong làm sao có cái cơ chế chính sách cho nó phù hợp để cho nó nhân dân người ta phấn khởi về đích như nông thôn mới đối với cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào lòng dân. Bên cạnh đó, cử tri huyện Kiến Sương cũng đề nghị tỉnh, huyện kết nối các tổ chức doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp tại địa phương để nâng cao hiệu quả. Cần đưa ra những cơ chế để thu hút lực lượng trí thức về công tác tại cấp cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Có thể nói rằng
Vấn đề xây dựng nông thôn mới luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri trong các buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội. Cử tri cùng chung một mối quan tâm, đó là được hỗ trợ, được tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giúp địa phương mình nâng cao các tiêu chí và hoàn thành các tiêu chí còn lại trong chặng đường về đích nông thôn mới, giúp quê hương có một diện mạo mới, một sự phát triển mới. Trong khi đó, tại huyện Tiền Hải, cử tri nêu một số kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, phản ánh vấn đề môi trường xung quanh khu công nghiệp Tiền Hải, đề nghị xử lý triệt để chất thải rắn, nước thải và khí thải ra môi trường. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã lần lượt giải trình và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri hai huyện Kiến Sương và Tiền Hải. Trong đó, đồng chí nhất trí cao với ý kiến của cử tri về việc cần phải tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm sao để sản phẩm nông nghiệp thực sự trở thành sản phẩm hàng hóa có thị trường tiêu thụ. Đồng chí lưu ý rằng đến lúc cần phải đưa công nghệ sinh học thân thiện với môi trường ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, thay thế phân bón hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại. Đối với cử tri huyện Tiền Hải, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm những lợi ích của việc phát triển kinh tế biển. Người dân cần thay đổi nhận thức và hành động, ủng hộ chủ trương của tỉnh khi triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời cho biết sẽ chuyển các kiến nghị còn lại tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Cũng trong khuôn khổ tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, vấn đề được cử tri hai huyện Đông Hưng và Thái Thụy quan tâm nhất là phòng chống tham nhũng, chạy chức chạy quyền. Cử tri bày tỏ tin tưởng và phấn khởi khi nhiều vụ đại án đã được khám phá và đưa ra xử lý nghiêm minh. Cử tri cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát, xử lý ở cả cấp xã cũng như cấp huyện. Cử tri cũng nêu công tác tuyển chọn, đào tạo, luân chuyển cán bộ nhiều nơi vẫn còn lỏng lẻo, cần có biện pháp để chấn chỉnh. Cử tri kiến nghị quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đầu tư thêm thiết bị, máy móc cho các cơ sở y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kịp thời giải quyết chế độ cho người có công, gia đình chính sách, đặc biệt là cần có chế tài đủ mạnh để xử lý các trường hợp cố tình vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình, ông Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã giải trình một số vấn đề mà cử tri hai huyện quan tâm, đồng thời khẳng định đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như các đại biểu sẽ thường xuyên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội cũng như phản ánh tại các cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị các bạn, ngoài việc gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới kỳ họp Quốc hội thứ 5, thì cử tri của huyện Đông Hưng và Thái Thụy cũng mong rằng các đại biểu Quốc hội của tỉnh Thái Bình luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, đoàn kết, phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp những ý kiến chất lượng đúng, trúng, sát với thực tế nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân. Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Thái Bình gồm các ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông Hà Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đã có cuộc tiếp xúc với các cử tri thuộc cụm thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Các cử tri tập trung kiến nghị vào các vấn đề về nông nghiệp nông thôn như cần tăng nguồn kinh phí đầu tư chỉnh trang đồng ruộng, cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, hỗ trợ người nghèo sản xuất. Một số chính sách thực hiện còn chậm như chính sách đối với người có công, quân nhân xuất ngũ, chính sách đối với cán bộ cơ sở. Có kế hoạch giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thân tiếp thu ý kiến kiến nghị của các cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến trên để trình Quốc hội vào kỳ họp tới đây. Một trong những kiến nghị được nhiều cử tri Hưng Hà đề xuất trong buổi tiếp xúc cử tri diễn ra sáng nay là huyện Hưng Hà và các ngành chức năng cần có những giải pháp kiên quyết hơn nữa trong giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ thi công quốc lộ 39. Sau khi tham gia ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, cử tri Hưng Hà đã đề xuất với Quốc hội một số vấn đề về ưu tiên đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa quy mô lớn, tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp với nông dân trong quá trình sản xuất để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản hướng tới xuất khẩu, tiếp tục rà soát nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là trong vấn đề vệ sinh môi trường, tu bổ sửa chữa cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn mới, đặc biệt là việc đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn trên địa bàn huyện như quốc lộ 39, không để những yêu sách của một vài hộ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng. Kiến nghị với lại lãnh đạo các cấp và các ngành chuyên môn và cấp trên là làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ thi công để cho con đường nó sắp hoàn thành để đưa vào sử dụng để phục vụ cho cái đời sống dân sinh.
Và chúng tôi cũng mong muốn rằng ấy là các cái hộ gia đình ở xung quanh cũng luôn như vậy là đồng thuận và thống nhất và luôn luôn tạo điều kiện cho các nhà thi công. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm tra một số điểm thuê bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tại huyện Vũ Thư và Thái Thụy. Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng bến bãi trung chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng tại thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nguyệt Nhân và dự án đầu tư xây dựng bến bãi trung chuyển kinh doanh cát và vật liệu xây dựng tại thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng và hai huyện Vũ Thư, Thái Thụy căn cứ theo quyết định 1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch bến bãi trung chuyển kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Tiếp tục tham khảo ý kiến các sở ngành để tham mưu cho tỉnh có những quyết định phù hợp với các dự án đảm bảo không ảnh hưởng tới hành lang bảo vệ đê kè, hành lang thoát lũ cũng như là các dự án liên quan. Đối với những bến bãi vi phạm gây cản trở dòng chảy, cần phải thực hiện giải tỏa xong ngay trong tháng 5 này. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2017, Chính phủ đã thực hiện một loạt các giải pháp như đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động xuất khẩu, đàm phán mở cửa và phát triển thị trường quốc tế, duy trì và mở rộng những thị trường lớn. Nhờ đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 214 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,2% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu của Quốc hội và Chính phủ giao. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh, thành phố cần có định hướng để hướng đến xuất khẩu bền vững, phải thay đổi tư duy chiến lược, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực để xuất khẩu những mặt hàng chủ lực, chủ động, độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế để mở rộng và phát triển thị trường, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu phải tăng từ 15 đến 20%, kiểm soát được kim ngạch nhập siêu. Các bộ ngành địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, tạo sự liên kết với khu vực và quốc tế, loại bỏ được những điểm nghẽn liên quan đến phí, thuế, hải quan. Đồng thời, các doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa chất lượng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của thị trường và cạnh tranh bình đẳng với hàng hóa của các nước trong khu vực và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bắt đầu vào vụ nuôi thả tôm xuân hè. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp cải tạo ao đầm, thì trong thời gian qua, các địa phương đã chú trọng đến việc cung ứng con giống đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân nuôi thả, ghi nhận tại xã Nam Cường, huyện Tiền Hải. Những ngày này, cùng với các hộ nông dân xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, gia đình ông Phan Văn Thơi bắt đầu xuống giống tôm thẻ chân trắng, tôm sú trên diện tích ao nuôi 5 sào của gia đình. Trước khi xuống giống, toàn bộ diện tích ao đầm được ông cải tạo xử lý, đảm bảo độ pH. Xã lấy nước vào thau rửa ao đầm, thế sau đó là lấy cái nước từ cái cuối tháng 2, con nước cuối tháng 2 vào thì cái chất lượng nước thì đã được cơ quan môi trường của tỉnh về kiểm tra. Để giúp nông dân có nguồn giống đảm bảo, Hợp tác xã Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp xã Nam Cường đã liên hệ đưa giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng và các giống cá đảm bảo chất lượng. Con giống phải được kiểm dịch về chất lượng, được sao nhận tại xã và được đếm mẫu trước khi nhận giống. Về cái các quy trình kỹ thuật ấy, thì bà con nhân dân Nam Cường thì đã có kinh nghiệm nuôi thả nhiều năm nay rồi. Thì cái về cái vấn đề kỹ thuật ấy, thì bà con cũng nắm vững, thì từ cái khâu nọc nước, diệt tạp, gây tảo, thả tôm cá cho đến việc thả giống thì bà con cũng thực hiện là tương đối là đồng bộ. Với diện tích nuôi trồng thủy sản 86 ha, vụ xuân hè 2018, xã Nam Cường nuôi thả trên 50 ha tôm, 20 ha nuôi ngao, còn lại là nuôi cá các loại. Lượng giống mà các hộ nuôi thả của xã cần đến 9 triệu con giống, nhưng các hộ nuôi trồng thủy sản mới đăng ký với hợp tác xã cung ứng 1,5 triệu con giống. Còn lại, các hộ tự đăng ký với các cơ sở sản xuất giống. Trước tình hình đó, xã Nam Cường đã quán triệt tới các chủ kinh doanh và cung ứng con giống ở địa phương phải đăng ký với Ủy ban nhân dân xã và hợp tác xã. Giống lấy về phải đảm bảo chất lượng. Tối qua tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, các hội thánh Tin lành khu vực Duyên hải Bắc Bộ tổ chức lễ kỷ niệm mừng Chúa Phục sinh. Tới dự có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình. Tại lễ mừng Chúa Phục sinh, các tín hữu Tin lành trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận đã tham gia vào nhiều hoạt động như nghe giảng đạo,
nghe chương trình Thánh nhạc đặc biệt. Lễ phục sinh mang tính chiều sâu về mặt giáo lý, tưởng niệm sự kiện Chúa Giêsu phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Phục sinh cũng được dùng để chỉ một mùa trong năm phục vụ Công giáo gọi là mùa phục sinh. Đây là dịp để các tín hữu đoàn kết gắn bó phát triển giáo hội, đồng thời thực hiện tốt phương châm sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công điện số 04 CDUBND về việc tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình điện các giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Vừa qua trong chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam có đưa tin về việc một số trường học ở huyện Kiến Sương có công trình vệ sinh của học sinh bị xuống cấp, không bảo đảm nhu cầu tối thiểu, gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và sức khỏe của học sinh. Đây là vấn đề thể hiện sự thiếu quan tâm và chưa làm tròn trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường và của cấp ủy chính quyền cung cấp, gây ảnh hưởng không tốt tới sinh hoạt, sức khỏe của học sinh và làm xấu hình ảnh của địa phương. Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn khẩn trương chỉ đạo tổng kiểm tra, rà soát các công trình vệ sinh trường học và chủ động chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, bất cập nếu có tại các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 2. Yêu cầu hiệu trưởng các trường học chỉ đạo cung cấp đủ nước sạch đã được đun sôi hoặc nước lọc đảm bảo vệ sinh và an toàn theo quy định của ngành y tế để cho học sinh uống trong thời gian học tại trường. Kịp thời khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp, đồng thời phải chú trọng duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên, liên tục. 3. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2018, trường học nào còn để tình trạng như báo chí và người dân phản ánh như ở các trường thuộc huyện Kiến Sương, thì ban giám hiệu nhà trường, thủ trưởng ngành liên quan và người đứng đầu chính quyền địa phương đó sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Nhận công điện này, yêu cầu các đồng chí khẩn trương thực hiện báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2018 qua Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo giải quyết theo quy định. Hết công điện. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.